Kim Thoa xin kính chào quý vị, xin chào đón quý vị trở lại với kênh YouTube channel của công ty PFG Nhà ở Mỹ. Và thưa quý vị, hiện giờ thì Thoa đang đứng trong cái model home của builder là Chesma Home. Và đây là cái không gian ở giữa nhà thưa quý vị. Và cái nhà này thì nằm ở trên cái lot đất là 45 feet lot đất. Nghĩa là trong Brickland có nhiều loại, nên cái loại mà 45 feet lot là cái loại đất nhỏ nhất. Nên những cái nhà ở trong cái section này sẽ là cái nhà nhỏ vừa đủ vừa phải, nhưng mà không có phải là quá nhỏ lắm đâu thưa quý vị. Cái sự gọn gàng, nó có cái sự đẹp, dễ thương, đặc biệt. Và bây giờ thì Thơ sẽ mời quý vị đi xem cái model home của Chesma Home. Và đây là cái nhà một tầng thưa quý vị, rộng là khoảng 2051 square feet. Khi mà vào cái nhà của Chesma Home thì Thơ cảm thấy là cái cách họ build, mình có cảm giác như cái nhà này không phải là 2000 square feet mà là phải bự hơn. Thì bây giờ những cái cảm giác đó sẽ như thế nào thì Thơ cùng mời quý vị sẽ đi để thưởng thức cái nhà mới của model home là có tên là Chesmark nha. Và một lần nữa, Chesmark model home này nằm trong cái subdivision là Brickland. Và Brickland là một trong những cái subdivision lớn ở Cypress mà gần đây, nếu quý vị có coi qua Thoa trong những cái video review nhà thì quý vị biết là Thoa và nhóm làm phim hiện giờ đang đi hành quân ở trong khu Brickland. Và bây giờ thì mình bắt đầu đi xem nha quý vị nha. Và thưa quý vị, là cũng giống như thông thường, Thơ vẫn mong muốn là mình sẽ đưa tới cái hình ảnh thật là rõ ràng và dễ tưởng tượng cho quý vị. Thì Thơ lúc nào cũng đứng ở vào cái cửa mới vào để quý vị có thể hình dung được cái nhà này sẽ đi như thế nào ở trong cái nhà model home. Thì đây là cái cửa Thơ đang đứng trước của cái cửa bước vào cái nhà. Thì họ dùng cái cửa vẫn giống như những cái kiểu cửa mới sau này. Quý vị biết là ngày xưa thường thường những cái cửa của tất cả những quý vị thân chủ thì hay muốn là cái cửa phải dày bằng gỗ và che bít, không có muốn ai nhìn thấy cho mình. Ở đây họ chỉ có một cái lỗ nhỏ xíu để mình có thể nhìn ở khách coi ai tới nhà mình. Nhưng mà bây giờ thì cái kiểu mới hiện giờ thì quý vị thấy nhà nào gần như cũng có những cái lớp kiến như vậy để làm cho cái nhà nhìn sáng hơn và sang hơn. Thì bây giờ Thơ đứng ở đây và bên phải của Thơ là quý vị có một cái thấy một cái không gian rất là rộng, nhưng thật ra đây là cái garage cho cái nhà này. Và hiện giờ thì builder chưa có đóng cái xích rót lại vì builder vẫn, người sales person của builder ngồi ở đây để làm việc. Đây là cái office của họ. Và đặc biệt là Chesma Home, họ có cái, họ làm những cái sự lựa chọn trong nhà mình gọi là cái design center. Thường thường những cái builder lớn mình đi lại một cái nhà design center thì Chesma Home build cái nhà trong khu này thì mình chọn những cái vật liệu ở đây luôn quý vị, mình không có cần đi. Thì đây là cái sit drop của cái nhà này. Và bên trái của Thơ là cái phòng rất là yên tĩnh. Thì bây giờ Thơ nhìn thấy như vậy thôi thưa quý vị. Bây giờ mình đi qua bên chỗ này để mình coi cái phòng đầu tiên ở trong cái nhà này sau khi từ ngoài cửa bước vào nha quý vị nha. Thì khi bước vào đây á thì mình tẻ qua một bên là một cái phòng và một bên là cái phòng tắm. Thì đây là cái nhà một tầng thưa quý vị, nên cái phòng này nằm ở trong đây thì nó khá yên tĩnh so với cái khu vực ở bên trong của cái nhà nằm riêng ở ngoài này. Và quý vị thấy cái không gian của cái phòng này nó không quá rộng lắm đâu, nhưng với cái sự trưng bày của họ thì quý vị cảm thấy cái phòng này cũng khá rộng và dễ thương nữa. Nghĩa là mỗi buổi sáng mình dậy và mình chưa muốn bước ra ngoài thì mình cũng có thể ngồi ở
đây để đọc sách vì có cái ánh sáng từ ở phía ngoài vào. Và đối với Thoa thì phòng này cũng có thể làm cho quý vị là cái phòng mình thờ phượng để mình cầu nguyện cũng được. Và cái phòng này thì sẽ dùng cái bathroom ở bên ngoài cùng với những người khách trong căn nhà, thì mình cũng có cái closet ở bên đây. Thì cái cách của họ trưng bày những cái hình ảnh cái này là họ dán lên đó quý vị. Họ dán lên nhưng mà làm cho cái nhà nó mát cái tranh với cái bức tường, làm cho cái nhà cảm thấy lạ lạ và rất là dễ thương quý vị. Rồi bây giờ mình đi bắt đầu đi tiếp vào bên trong của cái nhà nha. Giờ mình đi vào bên trong của cái nhà nha. Rồi bây giờ mình tiến vào bên trong thưa quý vị. Thì mình thấy cái cửa có cái hallway ở bên trái có một phòng rồi. Bây giờ mình đi vô. Đây là cái khu vực chính của cái nhà. Mình nhìn thấy đây là cái formal dining room hoặc là cái breakfast room cho gia đình. Khi mà mình muốn ngồi ăn cho trịnh trọng một chút thì mình cũng dùng cái này cho gia đình để làm bàn ăn. Còn nếu mình muốn ăn gấp, ăn lẹ và thì mình cũng có thể dùng cái countertop ở đây với cái Iceland kitchen, thì mình cũng có thể dùng để ngồi ăn buổi sáng được thưa quý vị. Và cái khung cảnh ở đây họ open nên là từ ở ngoài mình vô với cái ho mình đi vô, mặc dù cái nhà này không quá rộng lắm đâu quý vị, nhưng mà quý vị cảm thấy rất là thoáng, rất là rộng vì cái cách họ chia cái room với cái cách họ xây với cái open space như vậy thì làm cho quý vị cảm thấy cái nhà này nó rất là thoáng, rất là thoải mái và có một cái gì đó mà gọi là rộng luôn quý vị. Thì đi sâu vào đây thì mình sẽ thấy cái family room mà gia đình có thể ngồi để cùng coi tivi, ăn uống và nấu cơm, thì mình có thể trò chuyện với nhau với tất cả những người trong gia đình vào buổi chiều, hay là những cái weekend mình có thể ngồi ăn chung coi phim. Bây giờ Thơm mời quý vị đi vô hai cái phòng nhỏ trước ở bên trong, rồi xong cái bắt đầu mình vô master bedroom nha. Rồi xong sau đó mình sẽ đi ra ngoài bát gia để mình xem cái nhà này một cách toàn bộ hơn. Bây giờ Thơm mời quý vị đi cùng Thoa về hướng bên tay phải. Khi mà mình bước vô cái nhà thì mình sẽ vào hai cái phòng bên trong sẽ có cái gì trong đây nữa. Thì mình đi vô nha quý vị. Cái cách của cái builder này họ xây, mình có cái hall để mình bước vô thì mình có cảm giác như mình đã separate, là mình bắt đầu tách rời giữa cái không gian chung, cái không gian vui vẻ, nhộn nhịp, ồn ào ở bên ngoài, là mình bước vào cái không gian yên tĩnh, đó là phòng ngủ. Mình có ở trong đây, mình có hai cái phòng ngủ rất có duyên luôn quý vị. Một phòng bên tay trái và một phòng bên tay phải trước mặt thôi. Và giữa hai cái phòng này, thường thường những cái builder họ hay xây chung cái bathroom, nhưng mà builder này thì không xây như vậy. Họ xây giữa hai cái phòng, có một cái phòng mà mình gọi là có thể dùng cái phòng này là game room hoặc là study room. Tự nhiên hai cái phòng nó không nối nhau, nó không có cảm thấy chật và kín quá, tối quá, nên á là khi mà vô cái nhà này thì Thoa lại thích cái chỗ này nhất quý vị. Lạ mắt và cảm thấy cái cách trưng bày đơn giản nhưng mà lại thoáng, lại dễ chịu, nhẹ nhàng. Giống như họ để cái bàn này đơn giản là một cái contemporary của cái bàn học hay cái bàn ngồi để có thể nói chuyện với nhau, vì họ để sát vào cái tường, cái wall như vậy thì quý vị sẽ thấy cái không gian còn lại nó gọn và trông không có quá chật chội, mặc dù cái phòng ở đây chỉ là giống như là một cái phòng, họ giữ một cái phòng này ra để làm cái phần này. Còn nếu quý vị ở nhà mình cần phòng nhiều hơn thì mình có thể upgrade cái phòng này trở thành cái phòng được đó quý vị. Và bây giờ thì Thoa sẽ đi vào một cái phòng, Thoa nghĩ là của con trai trước nè. Cái phòng này thì không quá điệu hạnh, một cái màu rất là cứng rắn. Và cái cách trưng bày trang trí ở trên bức tường thì Thoa có thể nói là cái phòng này là phòng của boy đi quý vị. Quý vị nhìn thấy không có quá chật đâu, vẫn gọn gàng và mình có thể để cái vua hay là cái kinh Thoa nghĩ cũng được luôn đó. Thoa đi cũng rất là nhiều builder trademark, làm họ không có quá nổi tiếng đâu quý vị. Họ ra đời vào năm 2005, Thoa nhớ là như vậy. Thì builder này có thể nói là những đàn em sau này, nhưng với Thoa, với cái cách nhìn
từ một cái người đi review cái nhà, thì những cái sự build của họ và những cái vật liệu mà họ dùng trong cái nhà thì khá tốt cho những cái average builder, và cái cách họ chia phòng, trang trí và cái giá cả cũng vậy thưa quý vị, rất là dễ chịu. Vì vậy nên á, là khi vô cái nhà này tôi cũng rất là ngạc nhiên so với những cái nhà khác trong subdivision, với cái giá là cái nhà này là 2051 giống như thưa với quý vị, và cái giá base của họ là 413.990 nằm trong khu Fridland subdivision. Thì đây là một cái nhà đối với tôi rất tốt, và nếu quý vị có những cái câu hỏi hay tìm hiểu thêm về những cái builder thì quý vị có thể liên lạc với Thor và công ty PFG nha. Thì bây giờ mình đi qua bên hướng bên đây, thì đây là một cái phòng nhỏ nữa ở trong cái nhà này, nghĩa là hồi nãy mình có một cái phòng đi vô là giống như cái guest room, một cái phòng đó thưa quý vị, và ở đây thì có hai phòng. Phòng này thì hơi girly một chút, có màu hồng rất là dễ thương, thì là hai phòng ở trong đây và một phòng ở ngoài guest room. Và bây giờ mình đi vô ở trong cái master bedroom nha. Rồi bây giờ mình vô cái phòng chính nha quý vị. Trước vô cái phòng chính thì cái nhà này thường thường quý vị thấy là mình sẽ đi hết cái nhà và mình mở cửa để mình đi ra đằng sau cái bát gia, nghĩa là cái sân sau. Nhưng cái nhà này thì cái bát gia lại đi ngang hông, nên một hồi mình sẽ đi ngược trở ra và mình ra cái bát gia nha quý vị. Thì bây giờ mình bước vào cái phòng ở bên trong của cái master bedroom, thì bên phải của thôi là cái phòng giặt. Rồi mình đi thẳng vô bên trong cái nhà. Đây là cái master bedroom. Cái phòng thì nhìn cũng rất là thoáng, rất là bự, nhìn không có chật chội đâu quý vị. Mà cái nhà này quý vị nhớ là chỉ có khoảng 2050 square feet thôi, mà mình sofa mình đi là cái nhà này đã nhìn thấy là có 4 phòng ngủ. Một cái phòng mình gọi là flex, là quý vị muốn làm study room cũng được, muốn làm game room cũng được, muốn làm cái gì cũng được, hay là phòng chơi nhạc cũng được, không sao hết. Thì chỉ có 2000 square feet mà quý vị cảm thấy là mình có đầy đủ hết trong cái nhà này. Một lần nữa thì giống như Thơ thưa với quý vị, Thơ rất thích cái kiểu design của cái builder này. Cái diện tích của cái nhà không quá rộng nhưng cái nhà lại rất là dễ thương. Và cái cách trang trí của họ chỉ đơn sơ như vậy thôi để cho mình có thể hình dung được. Và khi mình bước vào cái nhà thì quý vị sẽ có thể dễ dàng mường tượng hơn. Mình sẽ không có cần phải upgrade quá nhiều để cho mình phải tốn tiền. Như những cái nhà model khác thì thường thường họ làm rất là đẹp, rất là wow. Nên quý vị hay nói là không biết là mình build xong nó có đẹp giống như vậy. Và chắc chắn là mình gọi là 5 trên 10 là mình cũng mừng lắm rồi. Vì cái nhà model của builder lúc nào cũng upgrade rất là nhiều. Quý vị nhìn thấy không? Họ chỉ sơn cái màu khác một chút xíu thôi, rồi trang trí đơn giản. Mình cũng cảm thấy cái không gian thoải mái. Và đi vào bên trong thì họ có cái phòng master bath, không có rộng lắm đâu quý vị. Vì quý vị nhớ là cái lót đất thì chỉ có 45 feet lót đất, và cái nhà thì lại có 4 phòng rồi thêm một cái phòng game room, nên trong cái phòng tắm thì không rộng nhưng mình vẫn có đủ nha quý vị. Mình cũng vẫn có his and her closet, và mình có walk-in closet ở trong này luôn, và mình cũng có cái restroom riêng ở bên này. Thì đối với Thor thì Thor cảm thấy vừa đủ, vừa dễ thương và không quá rộng rãi. Đặc biệt là cái giá lại rất là tốt, chỉ có 413.900 cho cái base price bây giờ. Và bây giờ thì Thor mời quý vị cùng Thor đi ra ngoài bát gia nữa nha quý vị nha. Mình đi ra ngoài bát gia nha quý vị. Cái bát gia này thì mình có cái cover patio nhỏ thôi quý vị. Cái không gian này rất là nhỏ, chỉ đủ cho mình có thể ngồi enjoy. Còn nếu mình muốn làm gì á thì mình chắc có thể quý vị cần phải bỏ thêm cái concrete, làm cái xi măng để mình có thể mở rộng vào thêm nữa. Nhưng mà cái builder này với cái cover patio và cái patio này thì khi mà quý vị build thì là free, đã include vào cái giá nhà rồi. Nên đây là cái standard của builder này. Và ở đằng sau này thì vì
cái nhà model home này nằm ở trên cái lót đất, có thể nói là nó nằm ở cái khu đà sát quý vị, nên cái bát da nhìn rộng lắm, nhưng mà builder thì chưa có làm cái bát da đẹp, nên thôi bây giờ mình không nói cái bát da, mình chỉ nói cái độ rộng của cái lót đất này thôi. Nhưng mà không phải cái lót đất nào cũng bự như vậy nha quý vị, vì cái nhà này nằm ở trong cái khu đà sát, tất nhiên là ở cuối của con đường, thì thường thường nhà mà quý vị build ở cuối con đường thì nó sẽ là đầu teo mà đít to. Và đây là cái cách mà người châu Á mình rất thích vì cái lót đất nở hậu. Bây giờ mình bắt đầu điểm danh lại cái list, coi có nói thiếu cái gì gửi đến quý vị hay không, vì tôi muốn quý vị được có nhiều information nhiều nhất có thể. Một lần nữa là cái builder này, với cái loại model home này thì có cái tên là Orlando, xây trên cái lát đất khoảng 45 feet lát đất, là cái loại cái lát đất nhỏ nhất trong cái subdivision Brickland thưa quý vị. Và quý vị sẽ có cái này rất là hay nè quý vị, thường thường á builder hay cho mình những cái incentive, là tiền closing cost hoặc là interest rate buy down và rất nhiều những thứ khác nhau. Thì hiện giờ là builder Smart Home lại cho mình, nếu quý vị muốn build cái nhà thì quý vị có 0%, nghĩa là 0% trong vòng 6 tháng để mà mình vô nhà, maybe mình đang kẹt, mình chưa có tiền đủ hay gì đó, thì đây là cái incentive mà rất lạ, rất ngộ và lần đầu tiên tôi thấy luôn quý vị. Nghĩa là cái co sale person của nó là 0%, nghĩa là mình không có tốn tiền, cái tiền lời trong vòng 6 tháng đầu tiên. Còn khi quý vị nộp giấy tờ thì mình sẽ biết được là cái tiền lời mình như thế nào. Và đó là quý vị muốn dùng cái preferred lender, tất nhiên là cái lender của cái builder họ chỉ định cho mình thì họ mới giúp mình cho cái vấn đề đó. Và cái incentive cho những cái nhà mới mà họ build là họ có cái granite countertop. Thường thường những cái average builder, những cái nhà mà họ xây ở average đó thưa quý vị, thì phần lớn mình muốn cái nhà đẹp mình phải upgrade rất là nhiều. Thì hiện giờ là builder cho mình cái granite countertop, cái bằng ở trong cái kitchen đó quý vị, cái island kitchen rồi đó, thì cái countertop sẽ là granite, người Việt mình hay nói là cái marble, cái bằng đá. Và cái cabinet là 42 inch cabinet. Cái cabinet nó có hai loại, 36 và 42, thì họ cho mình cái 42 là cái standard bao gồm trong cái giá này luôn. Và có cái cover patio giống như này, đó là cái incentive mà mình họ cho mình free, thay vì mình sẽ upgrade trong những cái mùa khác. Và cái nhà thì có sẵn cái girder, tất nhiên là cái máng xối, và có cho mình luôn cái alarm system nữa quý vị, nghĩa là mình không cần kêu về để gắn vô và tốn tiền, mà mình chỉ connect để mà cái alarm system hoạt động thôi. Và có sprinkler system, nghĩa là cái máy tưới cỏ. Đó là những cái họ cho mình. Dĩ nhiên thì trong cái nhà cái kitchen appliance giống như là cái lò nướng, cái lò nấu ăn và cái microwave, thì đó là cái thông thường trong cái nhà phải có. Thì đây là những cái phần mà đi cùng với cái builder này khi xây cái nhà này. Trong cái subdivision The Brickland sẽ ra một cái trường học private school mà từ kindergarten cho tới lớp 12 luôn quý vị. Thì đây là một cái trong những cái good news mà tôi thích ở trong subdivision này, là vì có một cái private school nằm ở ngay trong subdivision luôn. Thì đây là một trong những điều mà tôi thấy khá thú vị để chia sẻ với quý vị. Và thưa quý vị, thì bây giờ tôi phải chia tay với quý vị rồi. Tôi rất mong rằng những cái giây phút vừa rồi quý vị cảm thấy là thích thú và hài lòng, cũng giống như tôi đi một cái nhà nào lớn hay nhỏ, nhưng mà mỗi lần mà về tới nhà builder thì tôi rất là thích quý vị. Thích từ cái cách trang trí, thích từ cái cách bố trí của cái nhà, và đặc biệt là cái nhà này hơi làm cho tôi surprise, là vì cái nhà diện tích không quá lớn nhưng mà cái nhà có cảm giác rất lớn, rất là đẹp. Tôi hy vọng quý vị cũng đồng ý với tôi như vậy.
Và thưa quý vị, thì công ty PFG là một công ty chuyên về mua bán nhà cửa cũng như cơ sở thương mại, và chúng em cũng cho mướn nhà và quản trị nhà cửa, và bên cạnh đó thì cũng có những cái insurance để bảo vệ ngôi nhà của mình nếu có những cái biến cố xảy ra. Nếu quý vị có những câu hỏi, những cái thắc mắc liên quan về những cái vấn đề của builder, của nhà mới, nhà cũ, hay là mình muốn làm ăn, mình muốn build một cái chỗ để mà mình làm business hoặc là mướn một cái chỗ, thì công ty PFG có thể giúp quý vị tất tần tật những cái việc này. Cuối cùng thì Kim Thoa một lần nữa cảm ơn quý vị đã xem hết cái video này, và rất mong quý vị sẽ yêu mến những cái video mà Thoa làm để gửi đến quý vị. Nếu quý vị thích thì xin quý vị bấm một cái like, subscribe hoặc là chia sẻ với bạn bè và người thân nha quý vị nha. Kính chúc quý vị và gia đình có một ngày thật an lành, thật bình an và hạnh phúc bên cạnh người thân. Xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Xin kính chào tạm biệt.